Trung Kiên Motor kính chào tất cả anh chị em đang theo dõi kênh Win của Trung Kiên Motor nhá. Chiếc này em vừa dọn lên cho anh em ở Quất Lâm, Quất Lâm Nam Định nhá. Đấy, thiên đường sung sướng. Đấy, anh nhờ em dọn và phun lên một chiếc xe như này. Phun lên chiếc xe như này. Anh em nhìn thấy chưa? Đấy, rất là đẹp nhá. Mà giá trị của nó rất là bình thường thôi anh em ạ. Chỉ có hơn 20 triệu trở lên. Đấy nhá, giá trị chỉ hơn 20 triệu trở lên là anh em đã sẵn nhận một chiếc xe dọn mới như này luôn. Chính hãng Honda anh em nhá. Đấy, có thể anh em không tin nhưng nó là sự thật. Còn anh em bỏ ra số tiền bao nhiêu anh em nhận lại chiếc giá trị xe bấy nhiêu. Ví dụ như cái bình xăng zin này, anh em đẹp không? Em zin đẹp không? Đấy. Zin 11 anh em nhá. Em zin 11. Đấy, anh em rất là đẹp nhá. Đấy. Bô này. Đấy, bánh bánh Mayer này. Đấy, xinh nhan này. KGD này anh em thấy chưa? Đấy, lắp hậu này. Đấy, quay chi tiết luôn. Đây, vành bánh rất là trơn tru này. Ông anh mà lấy thêm đôi lốp mới em sẽ vào đôi lốp mới thụt này. Đấy, em chưa dán tem thông số đâu. Đấy. Em vào bảo Tú đưa cái tem thông số đây cho anh. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? À, tem này. Tem này. Mã tem luôn này. Đấy. Thụt trước này. Rè zin này, anh nhìn thấy rè zin đẹp không? Đấy. Xi nhan KD này, KGD này. Pha đèn đồng hồ này. Đấy, pha đèn đồng hồ này. Đấy. Anh em mà đam mê chiếc xe này giống như thế này thì kết bạn Zalo alo cho em. Em sẽ tư vấn trực tiếp cho anh em xem xe trực tiếp và em ship toàn quốc cho anh em luôn. Đấy. Có những em từ Bắc em có thể ship tận nhà luôn anh em nhá. Đấy. Con này biển VIP luôn đấy. Con này là biển 0139 nhá. Đấy. Anh em nào có nhu cầu mua chiếc xe giống như này thì alo cho em. Em dọn đúng như này luôn cho anh em. Đấy. Bình xăng này. Ông anh 0139 vào xem nhá. Đấy, đẹp không? Đấy. Có nhiều anh em có thể vẫn chê chiếc xe này nhưng mà anh em phải nhớ là giá trị đồng tiền anh em bỏ ra bao nhiêu thì sẽ nhận lại giá trị xe bấy nhiêu anh em nhé. Đấy. Em chỉ nói là câu đấy thôi, còn mọi thắc mắc anh em cứ alo cho em. Kết bạn Zalo alo cho em qua số 0358 444 888. Đấy, cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Ông anh 0139 vào xem nhá.